Xin chào tất cả quý vị các bạn, để tiếp tục chương trình video 28 ngày của thầy Phạm Thành Long. Và ngày hôm nay là video số 21, video ngày 21. Với một cái tiêu đề, quý xin chia sẻ tiêu đề là Trên tay tôi là cuốn Bạch Vân Giao Huấn của thầy Nguyễn Bình Khiêm. Để nói về cái cuốn Bạch Vân Giao Huấn này, thì chúng ta thấy rằng nói về cái sự học của chúng ta, đây là một cái quá trình muôn đời, từ rất là lâu, cách đây khoảng ngàn năm rồi, thì thời đại nào chúng ta cũng phải học, học bất cứ môi trường nào. Khi cha mẹ chúng ta sinh con cái sinh ra, đầu tiên nuôi dưỡng lớn lên và đều mong muốn chúng ta tìm những người thầy đi học những cái nơi tốt nhất, thì đặc biệt khi quý trong một lần đi ra thủ đô Hà Nội, quý được tìm hiểu về cái cuốn sách cuốn thơ Bạch Vân Giao Huấn của thầy Nguyễn Bình Khiêm, thì đây là một điều hết sức tuyệt vời, bởi vì qua 23 bài thơ trong cuốn Bạch Vân Giao Huấn này, thì chúng ta đã thấy được rất là nhiều điều trong cuộc sống được thầy chuyển sang bằng thơ rất là dễ hiểu, và khi hàng ngày chúng ta đọc nó hoặc là chia sẻ lại với những chính con cái của chúng ta sẽ thấy rằng thật là tuyệt vời. Có thể ví dụ như bài thơ thứ nhất thì nói lên về cái đức hiếu hạnh của con người, đức hiếu hạnh để chúng ta có thể là biết là đạo hiếu như thế nào. Rồi hoặc là bài thứ hai nói lên là chức phận làm con. Rồi bài thứ ba là có thể nói về sự giàu sang. Sự giàu sang, mà giàu sang là như thế nào? Có nghĩa là giàu sang là phải giàu một cách là chính công, chứ không phải là phi đạo đức. Rồi cái chương thứ tư là nói về đại nghĩa, nói về dạy con người ta biết để khuyên nhau. Rồi đạo về cha con như thế nào. Rồi bài thứ năm nói về trí thiện. Thì tất tần tật là 23 bài thơ của thầy Nguyễn Bình Khiêm đều mang những cái giá trị ý nghĩa rất là lớn. Bởi vì thầy là một cái con người học rộng, và thầy là người đã có khả năng mà tiên đoán, hay còn là chặng trình của Việt Nam, tiên đoán về vận mệnh tương lai của đất nước sau 500 năm. Thì có lẽ ngày hôm nay, từ lúc thầy sinh ra và cho ra hàng ngàn tác phẩm, thì ngày hôm nay cũng là thời điểm bây giờ, cũng đã gần năm, trong khoảng 500 năm đó, thì những cái lời lẽ của thầy ngày hôm nay nó vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa, giữ nguyên giá trị, vẫn có thể áp dụng cho cuộc sống ngày hôm nay. Thì đây là một điều hết sức tuyệt vời khi chúng ta mọi người đều được học, được đọc qua những cái triết lý, những cái mà về học vấn con người, về đạo đức, tu dưỡng bản thân, về lập thân lập nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta, nếu mỗi gia đình chúng ta có một cuốn Bạch Vân Giao Huấn như thế này, thì có thể chúng ta sẽ đào tạo, dạy dỗ con cái mình một cách hoàn thiện, một cách thành công. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Video đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người.